Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách ấn tin nhắn trên Messenger. Để ấn tin nhắn trên Messenger, đầu tiên mình vào Messenger. Tại giao diện chat, mình chọn người bạn mà mình muốn ấn tin nhắn. Ví dụ ở đây mình sẽ ấn tin nhắn của người bạn là Giang Trà này. Mình tích giữ như thế này. Nó sẽ hiện một cái thông báo như thế này. Và các bạn bấm vào cái dòng chữ là lưu trữ. Thì ngay lập tức, người bạn Giang Trà này sẽ bị ấn đi ngoài cái giao diện chat. Để tìm lại những cái tin nhắn của người bạn Giang Trà này thì mình sẽ chọn vào cô tìm kiếm nè. Và mình sẽ gõ tên người bạn Giang Trà lúc nãy mình đã ấn đi. Tiếp tục mình sẽ kéo xuống. Đây người bạn Giang Trà lúc nãy mình ấn này. Và để bảo ấn tin nhắn của người bạn Giang Trà này á, là mình sẽ gửi cho người bạn Giang Trà này một tin nhắn bất kỳ. Bây giờ mình sẽ trả ra nè. Lúc này, người bạn Giang Trà sẽ xuất hiện lại ngoài giao diện chat như thế này. Cách ấn tin nhắn trên Messenger như thế này rất hữu ích trong một số trường hợp. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.